thử thách đi tiếp bằng xe đạp. Tới đây mình sẽ dắt bộ được không mọi người? Mệt quá rồi. Đua không? À, thì ra mày chọn cái chết. Mày xếp được mấy đường hả? Nãy giờ khách nó chửi quá rồi. Mệt quá. Hello. Chào mừng mọi người đã quay lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Sơn Làm Vòng Đời. Thì hiện tại mình đang có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Hôm nay là mình sẽ làm một cái thử thách, đó chính là mình sẽ chạy xe đạp từ phố đi bộ qua bên cầu Thủ Thiêm. Đó, thì mình sẽ dùng chiếc xe đạp này. Những bạn nào mà ở Sài Gòn và đặc biệt là ở hay đi lên Quận Nhất thì chắc cũng sẽ không còn lạ gì với những cái chiếc xe đạp như thế này. Thì đây là một chiếc xe đạp bảo vệ môi trường của Tri Nam Group. Thì mấy cái chiếc xe này thì mình chỉ việc tải app về và mình chạy thôi. Mình nạp tiền và mình chạy thôi. Thì mình sẽ review sơ sơ về chiếc xe này ha. Thì xe này họ sẽ dùng cái loại, các bạn có thể thấy nè, nó có loại lỗ nè. Cái vỏ xe nó sẽ không có xài hơi và nó cũng sẽ không bị lủng bánh nha. Đó, xe thì có trang bị cái vỏ này để đựng nước nè. Đây sẽ là cái đồ để bạn đựng điện thoại để soi map. Xe có chuông luôn nha. Đó, có chuông luôn. Thì đây sẽ là cái đồ để bạn chỉnh cái chiều cao của yên á. Bạn muốn bật thì bạn chỉ việc bật lên là bạn chỉnh cái chiều cao lên yên xuống thôi. Nói chung là chiếc xe này trọng lượng nó chịu được chắc khoảng phải gần 200kg. Nên mà chỉ có một yên thôi, là chỉ đi một người thôi, nên các bạn sẽ không có sợ là mình nặng quá hay như thế nào ha. Thì các bạn mà muốn chạy thì tải app về, nạp tiền vô Momo, xong sau đó quét cái mã ở đây, bấm mở khóa thì xe sẽ mở khóa. Bên đây chúng ta sẽ có một cái bảng. Đây sẽ là cái bảng lộ trình ha. Phía dưới đây là một cái bảng hướng dẫn để các bạn tải app nè. Đó, mình sẽ lên App Store hoặc là CH Play, mình tải cái app TNGO này về, xong sau đó mình nạp tiền vô Momo hoặc là Zalo Play. Quẹt nào của các em đâu, thầy thầy về thầy lộn giày thầy giày kêu thầy mà kêu giày sai mấy lần luôn trời, thầy dạy free mà. Xong sau đó mình sẽ dùng cái mã, mình sẽ chuyển tiền từ trong cái Momo hoặc Zalo Pay, mình chuyển vô cái app này. Xong sau đó mình sẽ quét cái mã, mình sẽ bấm vô cái mẫu khóa xe trên cái app á, thì nó sẽ có một cái mã vạch trên cái yên xe, lúc đó mình soi vô là mình sẽ mở khóa xe mình đi thôi. Còn bên đây là những cái chạm ha. Bên đây sẽ có những cái chạm. Thì tổng cộng chúng ta sẽ có khoảng 43 cái chạm nha anh em. Đây. Còn đây là tổng cái bản đồ luôn. Hiện tại thì mình đã bắt đầu lên xe rồi. Tôi cảm giác nó mệt quá. Anh ơi, đợi với anh ơi. Đợi với. Mới chạy chưa được 100m đã nghe mệt rồi. Thử thách đi tiếp bằng xe đạp. Cảm giác đầu tiên là mệt. Hồi nãy bên đó đạp vòng qua đây mà quá mệt rồi. Cảm giác thứ hai là nó quá dằn. Cái bánh xe nó không có xài hơi thì nó dằn quá.
nó dằn bể đứt luôn em. Cái gì quá cứng. Cái lốp xe cũng không có mềm nữa. Giao hàng cho đạp á. À, đua anh ơi. Anh ơi, đua không? Hả, chạy nhanh dữ vậy? Đua không anh? Ủa bây giờ mày không cười. Wow. Ok. Đua không, đua không? Đua không? Mệt quá. À. Ai đi qua cũng nhìn hết. Giải lao. 2000 years later. Thôi, bây giờ bắt đầu lên đường nha. Chắc tại nãy mình đạp nhanh quá nên mệt quá. Anh kia nói đi giao hàng bằng xe đạp luôn hả? Đấy, 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 nguyên Ben ơi. Đúng không nhìn. Giờ mình sẽ leo lên cái dốc cầu anh em. Biết leo nổi cái dốc này không? Người mình bây giờ gọi là ướt nhem luôn rồi. Tay ướt rồi, ướt cái đùi luôn rồi. Ướt lưng, ướt mặt luôn rồi, chỗ nào cũng ướt hết. Ướt mồ hôi á, ừ. Giờ leo dốc nè. Tay dùng tay phủ cái đùi. Sắp tới à, sắp qua được bên kia cầu rồi. Cố lên nào, ai cứu không, ai hộ giá không? Hết nổi rồi. We'll be right back.
qua đây là chỉ có một mình đi xe đạp mướn này qua đây á, không ai người ta đi xe đạp mướn qua đây hết, có mình rồi. Giờ chính là thử thách nè, đạp ngược lên lại. Tới đây mình sẽ dắt bộ được không mọi người? Mệt quá dắt bộ luôn, chịu hết nổi rồi. Mệt quá rồi. Mày chọn cái chết. Mày xíu được mấy đường anh? À, nãy giờ khách nó chửi quá rồi. Chửi quá rồi. À, mệt quá. Ship luôn à. Mời đẹp. Mời đẹp. Lúc mình di chuyển về để trả xe thì cái máy quay của mình đã bị hết pin nên mình không thể quay cho mọi người cái thao tác mà mình trả xe nó như thế nào được. Thì ở phía bên góc bên tay phải của mọi người đây là cái bảng đo được từ trên cái ứng dụng TNGO. Thì mình đã đi được 9.5 km và cái lượng calo mình tiêu thụ là khoảng 191. Nó sẽ tương đương với lại một chai nước ngọt hoặc là một chén cơm vậy đó. Và mình nghĩ là nó đo cũng không hoàn toàn chính xác 100% đâu, nên mọi người chỉ mang tính chất là tham khảo thôi. Và mình đã mướn chiếc xe này từ lúc 9 giờ và đến lúc mình trả xe là khoảng 11 rưỡi. Như vậy chi là mình đã mướn 2 tiếng rưỡi. Và cái mức phí của mình sẽ phải trả cho cái dịch vụ này là 24.000. Thì mình thấy khá là rẻ đúng không mọi người? Mình xin kết thúc video tại đây. Nếu mọi người thấy hay thì hãy để lại cho mình một like và một subscribe nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt.